Các bạn đọc thông báo rồi đúng không? Nói chung là nội dung với lại hình thức thì như nhau, chỉ khác nhau là cái thời gian thôi. Thay vì mở cho bạn một tuần, bây giờ thì mở cho bạn 20 phút đầu giờ làm. Lý do thì mở như vậy tại vì khi mà để một tuần á, có rất là nhiều bạn gặp lỗi trong cái thời gian làm, thay vì phải sửa lắt nhắt từng người một á, thì do chúng ta học trực tuyến, khi các bạn làm thì có thể hỗ trợ ngay lập tức. Nếu đầu giờ làm không kịp, cuối giờ thì có thể mở lại cho bạn làm tiếp. Đó. Trước khi chúng ta bắt đầu bài mới, các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì về tuần trước không ạ? Okay. Video bài giảng thì sau mỗi buổi thầy sẽ cập nhật lên. Tuy nhiên cái Google Drive của thầy là miễn phí á, nên là cái dung lượng người ta chỉ cho khoảng 15 GB thôi. Và thầy để tới 5 lớp nên là tuần sau khi có bài số 4 là thầy sẽ phải xóa bớt. Ví dụ như bài 4 thì thầy sẽ xóa bài 1 nhé. Được làm hai lần lấy trung bình, tuy nhiên thầy mở có 20 phút thôi nên cái thời gian các bạn làm hai lần rất là khó nếu làm không kịp. Tốt nhất là nếu các bạn làm một lần đúng vẫn hay hơn là làm hai rồi lấy trung bình, tại vì chưa chắc lần thứ hai làm nó dễ hơn. Đây là lấy câu hỏi ngẫu nhiên trong ngân hàng đề nên lần thứ hai các bạn sẽ làm một cái bài hoàn toàn khác nhau. Các anh chị còn thắc mắc gì nữa không ạ? Rồi, vậy bây giờ thầy bắt đầu ghi ghi hình lại ha. Ghi âm ghi hình. Đây là buổi số 3, section 3, tuần 3. Chúng ta sẽ học phần cuối cùng của book 2, phần 2 trong quyển sách Career Path Medical. Thì kế hoạch là ngày hôm nay chúng ta học 3 unit 10, 11 and 12. Nhớ 10 physical examination, chúng ta sẽ học những cái từ vựng liên quan tới khám sức khỏe, các technique hay là các kỹ thuật khám. Diagnostic test, đây là xét nghiệm chẩn đoán. Và 12 diagnostic equipment cũng liên quan đến chẩn đoán, như là các cái dụng cụ sử dụng chẩn đoán. Sau đó thầy sẽ cho các bạn một câu hỏi cũng tương tự như tuần trước thôi, của unit 10 đến 12 chúng ta sẽ cùng làm, sau đó sửa trên lớp. Và phần cuối giờ á, thì thầy cho các bạn hai bộ câu hỏi bao gồm tất cả những câu nội dung của bộ 1 và 3. Lý do tại vì tuần sau thì chúng ta học một cuốn sách mới, do vậy nên thầy sẽ cung cấp cái bộ ôn tập cho các bạn luôn ngày hôm nay để mà có kịp thời gian ôn tập cho trước buổi dự kỳ. Rồi, Unit 10 Physical Examination, các anh chị lật ra phần từ vựng trong slide của các bạn á. Chúng ta sẽ học các bạn này trước nha. Từ đầu tiên là affect. Các bạn đánh dấu hoặc là khoanh tròn chữ A đồng thời ha, chữ A. Để lưu ý, nếu các bạn thấy chữ A đứng đầu á, affect đây là động từ. To affect something such as mood is to bring about change in it. Mang lại sự thay đổi hay là thay đổi. Thì chữ affect này khi dịch từ tiếng Việt, chúng ta có nhiều cách dịch có thể gây ra tác động hay là ảnh hưởng. Và nó là động từ. Nếu chữ affect, chữ A đổi thành chữ E, effect, thì nó là danh từ. Thì cái đó các bạn lưu ý, khác nhau duy nhất một chữ đầu thôi. Một cái là động từ và một cái là danh từ. Từ thứ hai, body language. Body language is the conveyance of information. Convey information có nghĩa là truyền đạt thông tin. Ha? Lưu ý cách đánh vần của chữ conveyance, tại vì đây là một cái từ mới. Và truyền đạt thông tin bằng cái gì? Moves là cái cử động, cử chỉ của con người. Ha? Thì đây dịch ra tiếng Việt, nó có nghĩa là ngôn ngữ cơ thể. Thì hai từ quan trọng các bạn cần lưu ý đối với cái phần định nghĩa này á,
Một là conveyance, truyền đạt, và truyền đạt bằng cái gì là moves, cử động. Evaluate, đây là động từ, có nghĩa là đánh giá. Trong phần bài 10, unit 10 chúng ta thường các bạn sẽ thấy là chữ evaluate này đi chung với chữ determine. Determine the quality, tạm dịch ở đây ha, xác định phẩm chất hay là giá trị, đánh giá một cái gì đó. Các bạn không cần phải nhớ phần tiếng Việt, chỉ cần nhớ là khi mà chúng ta sử dụng determine, xác suất khá là cao các bạn sẽ thấy chữ evaluate, và đây là động từ. Inspections là danh từ, nó đồng nghĩa với examination trong cái ngữ cảnh này ha, và dịch ra tiếng Việt có nghĩa là kiểm tra hay là khám sức khỏe. Thêm một cái nữa trong slide của bạn và trong trên slide của thầy còn hơi thiếu xíu, đó là cái chữ physical, physiological state. Các bạn đánh dấu thêm một thầy. Physiological state có nghĩa là tình trạng sinh lý. Đấy cũng là một từ mới ha. Observations là danh từ, và danh từ này có nghĩa là quan sát. Động từ khi chúng ta quan sát, cái động từ liên quan tới nó là chữ notice, để ý chú ý tới một gì đó, quan sát. Rồi trong slide này các bạn phân biệt là gì? Danh từ và động từ, đúng không? Danh từ thường có đuôi shun ở cuối, evaluate là động từ, inspection là danh từ, observation cũng là danh từ. Phần tiếp theo đây là ba từ này trong danh sách của các bạn, thầy muốn các bạn đánh một cái dấu mốc ba từ này. Đây sẽ là ba từ quan trọng nhất của bài số 10 các bạn. Từ đầu tiên chúng ta có là accutation. Listening là nghe, đây là một kỹ thuật khám ha. Và chúng ta dịch ra tiếng Việt á, tạm dịch là nghe, nhưng thật ra có nghĩa là gì? Bác sĩ nghe tim hay là nghe phổi á, thì cái technique đó được gọi là accutation. Và cái dụng cụ chúng ta sử dụng để nghe là cái ống nghe, stethoscope. Thì phần này đối với định nghĩa ngoài từ ra, bắt buộc các bạn phải học cách viết, tại cái từ này nó khá là phức tạp. Ngoài cách viết ra thì các bạn phải học luôn là cái động từ. Ví dụ khi chúng ta khám bằng cách nghe thì cái động từ sẽ là listen, đúng không? Và công cụ sử dụng stethoscope, ống nghe. Tương tự palpation, từ này cũng là một từ rất là dễ nhầm lẫn, tại vì chúng ta đã học một từ liên quan tới tim đập nhanh trong anh văn một, nếu bạn còn nhớ là palpitation, nó khác cái từ này. Lát nữa các bạn sẽ thấy đối với câu hỏi sẽ có một cái ví dụ. Palpation is examination of something by touch. Touch, cảm nhận, cảm giác. Khi bác sĩ sờ và nắn các cái cơ chân tay vân vân, xem chúng ta có bị gãy xương hay không, thì cái technique đó được gọi là palpation, và tạm dịch là sờ nắng ha. Percussion is the act of tapping. Tapping có nghĩa là gõ, gõ vào, thường là gõ vào ngực, chest, hoặc là abdomen có nghĩa là vùng bụng. Khi bác sĩ khám có thể gõ vào bụng xem là các cơ quan ở bên dưới có vấn đề gì hay không, hoặc là có cái dung dịch dư thừa gì dưới trong bụng, thì cái hành động đó được gọi là percussion. Thì nhắc lại ba từ này là ba từ quan trọng nhất trong unit 10. Khi học, học cách viết đầy đủ là một, động từ liên quan, công cụ. Còn đối với những cái liên quan tới ví dụ như gõ thì các bạn phải nắm luôn là gõ là thường khám ở vùng nào trên cơ thể, giữa gõ vào bụng ha, abdomen, hoặc là chest là ngực. Còn nghe chúng ta nghe ở đâu? Nghe thở cũng là nghe ngực và nghe tim vân. Rồi pulse và vital sign, hai cái này liên quan đến nhau. Pulse, measure of heartbeat, đây là đo lường nhịp tim. Chúng ta học từ heart rate là nhịp tim rồi, đúng không? Hôm nay sẽ thêm một từ mới, pulse là mạch. Vital sign, measurement of central body function. Đây là đo lường các chức năng thiết yếu của cơ thể. Và phần này á, cái mà các bạn lưu ý không chỉ có phần tiếng Việt thì là dấu hiệu sinh tồn, cái mà chúng ta cần học đó là dấu hiệu sinh tồn bao gồm những cái gì. Thì trong slide các bạn đánh dấu thêm bốn phần giùm thầy ha.
temperature, nhiệt độ, pulse rate, nhịp tim, blood pressure, huyết áp và respiration, hô hấp. Tại vì câu hỏi người ta có thể hỏi là một trong bốn chọn lựa dưới đây, cái nào được coi hay là một dấu hiệu sinh tồn. Sau đó các bạn phải nắm, ví dụ khi chúng ta đo đạt, đo lường hay là tìm hiểu, đánh giá các dấu hiệu sinh tồn mà chúng ta làm như thế nào. Ví dụ temperature là nhiệt độ thì các bạn sẽ sử dụng nhiệt kế để đo, đúng không? Pulse rate thì bắt mạch liên quan tới pulse. Blood pressure đo huyết áp. Respiration khi các bạn hô hấp thì các bạn có thể nghe, kiểm tra bằng cái ống nghe được, đúng không? Và cái technique đó là gì? Thì chúng ta vừa mới học ba từ ở trên đó, thì kết hợp hai phần với nhau. Rồi bài tập số 3 chúng ta sẽ cùng làm trên lớp với nhau. Các bạn có thể ấn cái đường link để cùng tham gia. Đây là Unit 10 Physical Examination, khám sức khỏe. Chúng ta làm bài tập số 3, bài tập số 4. Đối với câu đầu tiên của bài tập số 3 này, các bạn lưu ý là có thể có nhiều hơn một đáp án đúng. Đó là lý do sao các bạn có tới 2 phút để làm được. Which of the following are examination techniques used during a medical checkup? Examination techniques là các cái kỹ thuật sử dụng để khám bệnh đó. Và medical checkup nó đồng nghĩa với chữ physical examination, có nghĩa là khám sức khỏe. Thì chúng ta sẽ phải chọn tất cả những cái kỹ thuật sử dụng để khám sức khỏe, bao gồm những cái gì? Đối với câu trắc nghiệm kiểm tra giữa kỳ thì chắc chắn ta sẽ không có nhiều hơn một đáp án đúng. Tuy nhiên dựa trên cái bài này, họ có thể cho một cái đáp án là câu A, B đúng, A, B, C đúng hoặc là A, C, D đúng chẳng hạn. Thì vẫn có thể thành một câu trắc nghiệm nha các bạn. Thì chúng ta đã học ba cái từ liên quan tới, một là nghe, sử dụng nghe, gõ hoặc là sờ nắng. Thì đó sẽ là ba cái technique có thể được áp dụng khi khám bệnh. Rồi các bạn lưu ý là trong cái bài này có tới 3 đáp án đúng luôn. Palpation là 1, percussion là 2 và accutation là 3. Thì ba cái từ này là ba từ thầy dạng là quan trọng nhất trong bài này, đúng không? Đây là lý do thầy chúng ta học thuộc ba từ này ha. Ba technique tương cự câu số 2 của bài tập số 3 cũng sẽ có nhiều hơn một đáp án, nên các bạn sẽ phải chọn tất cả những đáp án đúng.
Câu này người ta đang hỏi cái gì? Which of the following are things that a physician may check during a physical examination? Người ta đang hỏi là khi mà khám bệnh cho bệnh nhân á, thì người bác sĩ có thể kiểm tra cái gì? Kiểm tra là thứ đúng không? Things khác với cái kỹ thuật để kiểm tra. Cách đơn giản nhất để làm câu số 2 á, là bằng cách gì? Các bạn có thể loại trừ tất cả những technique sử dụng để khám. Đó là những đáp án sai. Những cái đáp án còn lại thì các bạn xem là từ đó có đúng nghĩa hay không. Thì bước đầu tiên có thể sử dụng loại trừ trước, loại các technique trước. Thì đây các bạn có thể loại được một là palpation là một ha, và percussion là hai, đó là hai cái technique rồi. Thì chúng ta còn ba cái còn lại, xem bác sĩ có kiểm tra những dấu hiệu sinh tồn hay không, vital sign hay không, có kiểm tra mạch hay không, và có kiểm tra ngôn ngữ cơ thể hay không. Đa phần các bạn đều làm đúng ha. Các bạn lưu ý luôn thêm cái nữa là bác sĩ có thể kiểm tra ngôn ngữ cơ thể, tại vì nó có thể chỉ định một số cái tình trạng liên quan đến tâm lý chẳng hạn, hoặc các căn bệnh khác nhau. Nên ngoài pulse và vital sign còn thêm một đáp án nữa là body language. Đây là những câu liên quan tới bài tập số 4, exercise 4. Write a word that is similar in meaning to the underlying part. Similar in meaning, tìm từ đồng nghĩa với chữ đã được gạch đứt ở dưới. Thì trong câu này chúng ta tìm từ đồng nghĩa với chữ investigation. Investigation of patient ear. Investigation các bạn có thể dịch là nghiên cứu cũng được, nhưng mà trong trường hợp này á, thì chúng ta nên dịch là khám ha, khám cái tai của bệnh nhân, thì từ nào cũng đồng nghĩa với chữ khám hay là kiểm tra. Đáp án đúng sẽ là inspection. Lưu ý các bạn, auscultation á, là cái technique hay là kỹ thuật bác sĩ sử dụng, và cái tai là tai của bác sĩ để nghe. Còn đây là chúng ta đang khám lỗ tai của bệnh nhân, nên đáp án đúng là inspection. Câu này cũng tương tự, chúng ta đang tìm từ đồng nghĩa với watching carefully, theo dõi, quan sát một cách cẩn thận. Rồi, đáp án đúng ở đây là observation nhé. Make a difference upon, thay đổi, tác động. Và lưu ý là chúng ta đang tìm động từ ha.
Nên khi người ta chọn từ đồng nghĩa, các bạn lưu ý không chỉ có ý nghĩa đồng giống nhau, nó phải là cùng dạng từ luôn. Trong trường hợp này phải là động từ ha. Thì bước đầu tiên các bạn loại trừ những cái từ nào không phải là động từ. Danh từ là một, tính từ là hai. Sau khi các bạn loại trừ rồi thì trong trường hợp này mới tìm từ đồng nghĩa. Đáp án đúng là exact ha. Lưu ý có chữ A, chữ A đứng đầu á. Còn E là danh từ. Determine, xác định, tính chất. Hay còn gọi là đánh giá một cái gì đó. Ở đây chúng ta cũng tìm là động từ. Nên các bạn lưu ý, bước đầu là gì? Loại danh từ, tính từ trước. Sau đó xem là trong những cái từ còn lại thì từ nào có nghĩa là xác định. Hay là đánh giá. Đáp án đúng sẽ là evaluate, nó là động từ. Evaluation là danh từ. Rồi bây giờ ta quay lại slide ha. Đối với bài số 3, ở trong sách thì nó dễ hơn, tại vì ta sẽ cho các bạn 6 từ. Sau đó xếp vào hai cột phù hợp. Cách chúng ta làm trên lớp sẽ là đi từ 1 tới 6. Tuy nhiên nếu các bạn làm bài này ở nhà hoặc là phần kiểm tra, các bạn có thể làm những cái từ nào đơn giản trước cũng được. Giờ ở đây chúng ta có số 1, palpation là sờ nắng. Nó là một trong những cái technique hay là kỹ thuật người ta sử dụng để khám. Pulse, đây là cái mà bác sĩ có thể kiểm tra, nghe mặt, vân vân. Số 3, percussion, gõ. Đây là một technique. 4, accutation, nghe, sử dụng ống nghe cũng là một technique. 5, vital signs, dấu hiệu sinh tồn, thuộc dạng cái những cái gì mà bác sĩ có thể kiểm tra, đúng không? Things to check in an exam. Và body language cũng tương tự. Các bạn để ý ở đây thì ba cái technique này cũng lặp lại, đúng không? Đây là lý do sao thì nhá, các bạn phải học thuộc ba từ này, là ba từ quan trọng nhất trong bài số 10. Có hai cách học đối với các bạn này. Một là các bạn học hết vị trí, ví dụ như là ba từ này thuộc technique, ba từ này thuộc các thứ mà bác sĩ sẽ kiểm tra. Hai, các bạn chỉ cần học một bên tay trái thôi, tất cả phần còn lại nằm của bên phải, đúng không? Và lưu ý luôn, cái dạng câu hỏi người ta có thể hỏi thì các bạn đã làm thử trên lớp rồi ha. Hoặc là dạng câu hỏi thứ hai nữa, dựa trên phần này người ta có thể hỏi ít nhất là ba câu. Một trong đáp án dưới đây, đáp án nào liên quan tới kỹ thuật khám 1, 2 và 3. Và ngược lại, chúng ta cũng có những cái mà bác sĩ sẽ kiểm tra, cũng sẽ có 3 câu hỏi ha. Bài 4, câu số 1. Bác sĩ thực hiện kiểm tra, investigation có nghĩa là kiểm tra, đánh giá tai của bệnh nhân. Chứ inspection cũng có nghĩa là kiểm tra. Palpation là sờ nắng, gõ và nghe. Đúng không? Thì thêm một lần nữa các bạn thấy là rõ ràng, nếu các bạn nắm được ba cái kỹ năng hay là cái technique để khám rồi, chúng ta biết được cái nghĩa ở đây, có thể loại trừ được B, C và D rồi ha. Rồi số 2, watching carefully, quan sát cẩn thận. Thì quan sát là observation, nên đáp án là câu D. Đối với câu số 2 này có thêm một cái từ nữa có thể là mới đối với các bạn, đó là limping, có nghĩa là đi khập khiễng á. Rồi 3, the patient back pain seemed to make a difference upon her mood. Make a difference upon đồng nghĩa với chữ a change, thay đổi hoặc là tác động tới. Và ở đây chúng ta xác định nó là động từ ha. Thì chúng ta có effect bắt đầu bằng chữ E đứng đầu á, nó là hiệu ứng là danh từ. Evaluate, đánh giá là động từ. Effect, tác động,
thay đổi là động từ và effective là hiệu quả là tính từ. Thì bước đầu tiên các bạn loại những từ nào không phải động từ. Các bạn có thể loại câu A và câu D, đúng không? Thì áp dụng ngữ pháp thôi, ít nhất là các bạn tăng cái xác suất chọn câu đúng lên gấp đôi rồi, từ 25 bây giờ tăng lên là 50% là gấp đôi. Đáp án đúng sẽ là effect ha, tác động. Và đây là tác động với tâm lý hay là tâm trạng của bệnh nhân. The nurse forgot to determine the quality of the patient posture. Đây cũng là động từ ha. Thì bước cũng tương tự như câu số 3 thôi. Đánh giá tác động. Các bạn thấy đây, hai từ B và A đều là đánh giá. Nhưng một cái là động từ là câu A và câu B là danh từ. Người ta đang tìm động từ ha, nên đáp án đúng sẽ là câu A. Rồi, bài đọc. Trong tài liệu của bạn á, thì có bài đọc Giving physical examination for provider of medical care. Providers of medical care có nghĩa là những người chăm sóc sức khỏe, bao gồm bác sĩ, y tá, dược sĩ, vân vân. Và thường cái này sẽ áp dụng với bác sĩ nhiều hơn, đúng không ạ? Tại vì khi người ta đang thực hiện cái này, người ta đang khám cho bệnh nhân. Physical examination. Đây là một trong những bài các bạn đánh dấu và chúng ta phải học. Không phải học thuộc lòng từng câu từng chữ một, nhưng cái mà các bạn phải học đối với cái bài đọc này á, là cái ý chính là gì. Ở đây người ta đang hướng dẫn cách khám sức khỏe như thế nào và có 4 bước, 1, 2, 3, 4. Khi mà các bạn học, các bạn chỉ nhớ ví dụ câu đầu tiên, make sure the patient is comfortable and the environment is optimal. Người biết là đảm bảo cho bệnh nhân thoải mái và môi trường tối ưu, đúng không? Thì cách mà các bạn học, các bạn có thể tóm tắt lại patient comfortable. Đó là cái ý đầu, bệnh nhân thoải mái. Ý thứ hai là environment optimal, môi trường tối ưu. Tương tự số 2, số 3 và số 4 cũng vậy. Lý do nhắc các bạn học phần này và nắm ý, tại vì đây chúng ta đã có 4 chọn lựa. Thì anh chị có thể hình dung được là câu hỏi người ta có thể hỏi dựa trên cái bài đọc này á, là gì? Chọn câu đúng hoặc là chọn câu sai, đúng không? Và nếu các bạn nắm được ý chính rồi thì khi đọc các bạn chỉ cần lướt qua, chúng ta có thể nắm được những câu nào là đúng và sai. Trên lớp ấy, thì thầy tập trung vào những cái từ vựng hay từ khóa quan trọng. Ví dụ đây chúng ta có physical examination là khám sức khỏe ha. Và đây là một bài hướng dẫn nên người ta sẽ nói rất là cụ thể. Follow these simple steps to be sure that your exam are thorough and effective every time. Thực hiện theo các bước đơn giản sau đây á, để đảm bảo khám sức khỏe luôn kỹ lưỡng. Chứ thorough là kỹ lưỡng và effective là hiệu quả ha. Bước số 1, tất nhiên trước khi ta khám chúng ta phải làm cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái và môi trường là tối ưu ha, optimal. Check vital sign, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn. With the patient sitting, có nghĩa là khi mà bệnh nhân đang ngồi á, thì có thể lấy nhiệt độ. Và chúng ta biết là lấy nhiệt độ sử dụng cái gì các bạn? Nhiệt kế, trong trường hợp này á, là nhiệt kế miệng. Oral thermometer. Sau đó là measure patient pulse, đo mạch. Rồi sử dụng kỹ thuật là, kỹ thuật này kỹ thuật nghe thôi, nghe tim hay nghe phổi. Cụ thể là nghe nhịp thở ha. Patient breathing và chúng ta sử dụng là stethoscope là cái ống nghe. Số 3, have the patient lie down, cho bệnh nhân nằm xuống. Use percussion techniques, đây là các kỹ thuật gõ để kiểm tra. Rồi lưu ý ha, chữ beneath ấy, chúng ta học lần trước là đồng nghĩa với chữ under, có nghĩa là bên dưới. Tuy nhiên đối với bụng ấy, thì trong cái ngữ cảnh này không thể nào dịch là bên dưới bụng được, mà nó có nghĩa là bên trong bụng hay là các cơ quan nội tạng. Thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật gõ để kiểm tra. Và ý cuối cùng, conduct a general inspection of physical body parts, kiểm tra tổng quát các bộ phận của cơ thể. Ví dụ như là arms, legs, back and neck.
tay chân lưng cổ bằng cách sờ hay nắn. Palpation. Evaluate patient posture. Posture chúng ta đã học rồi, có nghĩa là khi các bạn tư thế. Make observation of patient body language. Quan sát ngôn ngữ cơ thể. Thì nhắc lại 1, 2, 3, 4 những cái ý chính, các bạn phải nắm được cái ý chính ha. Rồi câu số 1. What is the purpose of the instruction? Mục đích của hướng dẫn là gì? Chúng ta biết rồi, đọc sơ chúng ta biết thường ấy, đối với purpose, mục đích hoặc là main idea, thường nó sẽ nằm trong đoạn văn đầu tiên ha. Và đây chúng ta đã đọc follow this simple step, thực hiện theo các bước đơn giản. Sau đây họ liệt kê ra 1, 2, 3, 4, có nghĩa là họ đang hướng dẫn hay là giải thích cho các bạn làm như thế nào ha. Câu A, to explain how to give a physical exam, giải thích cách làm các khám sức khỏe. B, demonstrate how body language affects vital signs, chứng minh ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến các dấu hiệu sinh tồn như thế nào. Thì cái body language chúng ta gặp duy nhất một lần ở cuối cái đoạn văn và cũng không nói quá nhiều cái sự ảnh hưởng của nó tới các dấu hiệu sinh tồn, mà chúng ta biết được câu B là sai. Compare percussion and auscultation techniques, so sánh kỹ thuật gõ và nghe. Họ không so sánh mà họ chỉ hướng dẫn chúng ta làm như thế nào thôi, nên câu C này cũng là sai ha. Câu D, describe the importance of physical examination, mô tả tầm quan trọng của việc khám sức khỏe. Chúng ta cũng không có thông tin nói về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe, nên đáp án sẽ là câu A ha. Giải thích cách khám sức khỏe, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Câu này các bạn không cần phải học thuộc lòng cái đáp án, tại vì ý dựa trên cái bài đọc. Và nếu người ta đã cho cái bài đọc thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ phải đọc thôi. Rồi câu số 2. Which of the following is not an aspect of checking vital signs? Khi mình dịch ra các bạn lưu ý ha, có chữ not ở đây viết rất là to để các bạn thấy. Tuy nhiên câu hỏi đôi khi sẽ không viết hoa, cũng không viết in đậm viết nghiêng gì hết, nên những cái chữ này là một những cái chữ các bạn phải để ý ha. Câu này người ta đang hỏi điều nào dưới đây, một trong bốn không phải là một khía cạnh của việc kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn. Thì như các bạn đã học ở trên á, chúng ta nhớ dấu hiệu sinh tồn nó có bốn phần đúng không? Nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp và hơi thở. Thì cách làm cái câu số 2 này các bạn, ta tìm những cái câu nào không liên quan đến bốn phần này. Ví dụ số 1, checking pulse là kiểm tra mạch. Rõ ràng khi các bạn kiểm tra mạch thì chúng ta sẽ có biết được cái nhịp đập tim mình như thế nào đúng không? Nên câu là sai. Auscultation, khi các bạn nghe và nghe phổi á, thì các bạn biết được hô hấp như thế nào, respiration. Nên câu B này cũng là câu sai. Taking temperature, đo nhiệt độ. Đây, chúng ta đã có nhiệt độ rồi. Nên câu C này cũng sai ha. Người ta đang tìm cái nào không phải ha. Và D, posture. Tư thế nó không ảnh hưởng tới dấu hiệu sinh tồn. Nó không phải là một trong những yếu tố của dấu hiệu sinh tồn. Chỉ có bốn cái thôi. Nhiệt độ, tim, huyết áp và hô hấp. Nên đáp án ở đây sẽ là câu D. Câu số 2 này các bạn đánh hai dấu sao vào thuộc lòng thầy. Lát nữa khi làm câu hỏi ôn tập cuối giờ, các bạn sẽ thấy câu này nó lặp lại, nhưng nó sẽ thay đổi. Chỉ cần một từ thôi, đáp án hoàn toàn khác nhau. Nên lưu ý câu này, một trong những câu các bạn sẽ phải học thuộc lòng. Câu 3, what is one use of percussion techniques? Ứng dụng của kỹ thuật gõ khi khám bệnh. Hoặc chúng ta có thể dịch cách khác là kỹ thuật gõ khi khám bệnh được dùng để làm gì? Câu A, measure patient pulse, đo mạch. B, determine the quality of patient breathing, xác định chất lượng của hơi thở của bệnh nhân. C, check the condition of internal organs. Chúng ta biết là khi chúng ta gõ, thường gõ ở bụng hoặc là ngực á, thì là kiểm tra tình trạng của cơ quan trong nội tạng bên trong á. Nên câu C là đúng rồi. Và câu D là đánh giá về tâm trạng, evaluate patient mood. Đáp án đúng sẽ là câu C.
Câu này các bạn cũng nên đánh dấu một sao thôi để nhớ và học luôn thầy ha. Tại vì có thể là không nhớ là khi chúng ta gõ vào bụng hay là ngực của nhân, chúng ta đang kiểm tra cái gì á, thì cái câu này để trả lời phần đó ha. Nên các bạn đánh một sao và học thuộc cái đáp án đúng như thầy ha. Bài listening. Thì đối với bài listening có một cái thì muốn nhắc các bạn nữa là trên e-learning của chúng ta tuần số 3 học liệu bài 3 này nè, các bạn bắt buộc phải làm ha. Làm có nghĩa là gì? Làm trước ở nhà, làm trước sau buổi học đều được hết. Quan trọng là các bạn phải nghe. Tại trong lớp thầy không có thời gian để hỗ trợ các bạn phần nghe và nói á. Thì phần này các bạn nên làm trước để chúng ta biết là cách phát âm nè, cách nghe như thế nào, và đối với những bạn nghe á, để hỗ trợ các bạn. À, thì hiện nay khi mà thầy kiểm tra để coi lớp chúng ta làm tầm bao nhiêu. Rồi, bài số 1 là tốt ha, 96% đã làm rồi. Bài số 2 96. Bài số 3 68. Thầy mong là ít nhất phải 80 phần trăm, nên những bạn nào chưa làm thì có thể làm sau buổi học trực tuyến nhớ các bạn. Tập trung vào những phần nghe đồng thời. Bài nghe này chúng ta có giữa bác sĩ và bệnh nhân ha, doctor and patient. Thì đối với bác sĩ và bệnh nhân thường những cái trường hợp hay là tình huống nào có thể xảy ra? Một là giải thích về thuốc, giải thích về bệnh. Hai là bác sĩ khám cho bệnh nhân, đúng rồi. Đối với trường hợp này chúng ta thấy là bác sĩ đang khám cho bệnh nhân, và khám cụ thể là phần vùng bụng hay abdomen. Đi theo từng câu hỏi một, phần này các bạn có thể nghe và đọc lại ở nhà, lưu ý những cái từ vựng ví dụ như là abdomen, percussion, agitation, những từ này chúng ta đã học rồi ha. Inhale là hít vào, exhale là thở ra. Rồi khi mà chúng ta gặp chữ stomach á, thì có nhiều cách dịch như các bạn, một là dạ dày, hai là vùng bụng cũng được. Và khi mình gõ vùng bụng á, thì thay vì sử dụng chữ abdomen, người ta có thể sử dụng stomach cũng được ha. Không phải ở đây không dịch là gõ vào vào dạ dày mà là gõ vào vùng bụng của bệnh nhân. Và để kiểm tra cái gì? Excess abdominal fluid, có nghĩa là có dịch dư thừa hay trong bụng hay không á. Và trong trường hợp này là bệnh nhân là không có ha. Thì câu đầu tiên chúng ta có gì? The doctor suggests that the woman has stomach problems. Bác sĩ nghi ngờ, suspect là nghi ngờ, nghi ngờ rằng người phụ nữ có vấn đề về dạ dày hoặc là liên quan tới vùng bụng. Thì trong trường hợp này là sai ha. Bác sĩ chưa biết vấn đề là gì, họ chỉ là khám cái vùng bụng thôi, chứ không phải là nghi ngờ vấn đề. Câu số 2, the doctor conducts percussion tests. Tiến hành khám bằng cách gõ. Chúng ta biết đây, bác sĩ đã gõ vào bụng để kiểm tra xem có dịch dư thừa hay không á. Nên câu này là true, là đúng. Và câu cuối cùng, the woman has excess abdominal fluid. Câu này chúng ta biết là sai rồi. No. All looks normal, tất cả đều bình thường hết. Bài tập số 6 và 7, câu 1, 2, 3, 3 câu này các bạn không cần phải học cái đáp án. Lý do là nó phụ thuộc vào cái bài nghe, bài đọc. Đó là hết bài 10, unit 10. Trước khi chúng ta bắt đầu unit 11, các bạn có cần thầy giảng lại hay là giải thích lại phần nào không ạ? Mở link phụ. Ok, đợi thầy chút xíu. Sorry, lúc nãy thầy không có thấy cái này ha. Để bây giờ thầy mở thêm cái link nữa cho các bạn.
Rồi nhờ các bạn xem thấy cái này ha. Đối với bạn 10, có cần thầy phải giảng lại phần nào các anh chị? Ok, vậy chúng ta tiếp tục Unit 12, Unit 11, bài 11 ha. Diagnostic test. Ở đây là các xét nghiệm chẩn đoán. Phần từ vựng thì các bạn tập trung vào cái bảng này em thấy ha. Từ đầu tiên chúng ta nói là albumin, albumin tiếng Việt tiếng Anh như nhau hết. Nhưng cái các bạn cần lưu ý là chữ protein, đây là một protein được tìm trong cơ thể. Biopsy làm việc với tissue, mẫu mô. Thì ở đây các bạn cũng có thể đoán được nó nghĩa là gì nếu mà cũng xét nghiệm và xét nghiệm kiểm tra mẫu mô, đó là chúng ta đang làm sinh thiết đúng không? Nên thay vì các bạn học nguyên một câu dài như vậy 99%, nếu các bạn biết nó là xét nghiệm và liên quan tới mẫu mô nó sẽ là sinh thiết rồi, nên cái từ quan trọng nhất ở đây sẽ là tissue đó. Blood pressure, đây là nhắc lại thôi không gì khác hết, đây là huyết áp thì chúng ta luôn luôn sẽ có chữ pressure là một và liên quan tới máu nên phải có chữ blood là hai. BUN test. Khi các bạn thấy những từ viết tắt, ví dụ như BUN thì bắt buộc phải học viết tắt cho cái gì ấy. Thì trong trường hợp này nó viết tắt cho chữ blood urea nitrogen. Xét nghiệm nitơ ure trong máu. À, nhớ cái thứ tự của nó ha. BUN blood urea nitrogen. Học cách viết đầy đủ từng từ một. Rồi, CKD. Chronic kidney disease. Đây là bệnh thận mãn tính. Thì đối với bệnh thận mãn tính, cái quan trọng chúng ta cần nhớ là bệnh nhân sẽ giảm cái chức năng thận và nó kéo dài theo thời gian dài. Nên kidney function sẽ là cái từ từ khóa để các bạn tìm cái đáp án. Creatinine, tiếng Việt cũng là creatinine, mà lưu ý ở đây thì nó không phải là protein mà nó là waste product, là một chất thải. Một chất thải tìm thấy ở đâu? Ở trong máu và được thải ra qua đường đường thận ha. Thì có hai cái cần lưu ý, là waste product là một, và thứ hai là cái con đường nó thải ra bên ngoài á, là thận, kidney. Để dễ nhớ và phân biệt á, thì các bạn móc một cái dấu móc từ chữ creatinine lên chữ albumin. Trong bài 11 này chúng ta học hai cái về một cái chất nào đó, một cái là protein và một cái là chất thải, phân biệt giữa hai cái đó. Rồi, GFR test, đánh hai dấu sao giùm thầy lý do. Tại vì từ này rất là dài và rất là dễ nhầm lẫn ha. Glomerular filtration rate, độ lọc cầu thận. Tiếng Việt thì ai cũng biết rồi, như phần viết tiếng Anh các bạn. Đi theo thứ tự GFR, từng chữ một ha. Thì khi chúng ta đo độ lọc cầu thận á, có nghĩa là chúng ta xác định chức năng thận đúng không? Nên cũng sẽ có, các bạn cũng sẽ thấy chữ kidney function. Pathology report, báo cáo bệnh lý thường á, nó sẽ là bao gồm nhiều cái xét nghiệm khác nhau, không chỉ có một xét nghiệm. Trong trường hợp này, cái câu ví dụ á, thì người ta đang làm việc với mô. Thì đây có thể là một cái báo cáo bệnh lý liên quan tới sinh thiết chẳng hạn. Tuy nhiên nó không chỉ bao gồm sinh thiết, nó có thể nhiều cái xét nghiệm khác nhau. Rồi, renal, related kidneys. Đây là tính từ như các bạn, mà ngoặc ra các bạn ghi luôn, ghi bên dưới là tính từ. Nó là thuộc hay là liên quan tới thận. Bước tiếp theo thì muốn các bạn viết một cái dấu móc là từ chữ renal này, và các bạn kéo lên chữ kidney function. Khoanh tròn lại.
Vậy có nghĩa là gì? Thay vì sử dụng chữ kidney function là chức năng thận á, chữ renal function cũng sẽ là chức năng thận. Hai cái đồng nghĩa với nhau. Từ cuối cùng trong slide này, urolysis có đuôi nè, các bạn để ý ha. L-Y-S-I-S. Lysis ở cuối á, nó có nghĩa là nghiên cứu hay là phân tích. Trong trường hợp này chúng ta nghiên cứu phân tích về nước tiểu, nên nó là xét nghiệm nước tiểu. Khác biệt ở đây là gì? Các bạn thấy chữ urine sample, mẫu nước tiểu, cách đánh vần của chữ urine, đúng không? Nó không có đuôi L-Y-S-I-S ở cuối, nên đây là nước tiểu thôi. Còn khi các bạn thấy chữ lysis, L-Y-S-I-S, thì là phân tích nước tiểu hay là xét nghiệm nước tiểu. Rồi, bài tập số 3. Rồi, bài tập số 3 này là kinh điển, chúng ta làm rất là nhiều nữa ha. Từ cộng với cái định nghĩa, chọn cái định nghĩa hay là từ phù hợp với cái định nghĩa đó. Câu A các bạn cần lưu ý gì? Waste product, chất thải ở trong máu và thải qua đường thận. Đáp án đúng của nó là creatinine ha. Albumin không phải là chất thải, nó là protein. Còn chữ urine á, nước tiểu, càng không đúng nữa, tại vì đúng đó là chất thải, cũng qua thận thiệt nhưng không ở trong máu đúng không? Lưu ý ha, found in blood ở trong máu. Câu này gần như không thể nào sai được, người ta mô tả rất là chi tiết luôn các bạn. Yellow liquid waste, chất thải dạng lỏng màu vàng, nó là nước tiểu. Thì như thầy nhắc lúc nãy các bạn, phân biệt giữa nước tiểu ha và xét nghiệm nước tiểu. Urine là nước tiểu, còn nếu các bạn thấy đuôi có lysis hay là L-Y-S-I-S, đó là xét nghiệm nước tiểu. Rồi, câu này người ta đang kiểm tra cái gì? Blood, urea, nitrogen, BUN. Urea nitơ trong máu. Một xét nghiệm kiểm tra
mẫu nước tiểu hay còn gọi là xét nghiệm nước tiểu. Con cái các bạn lưu ý ha, xét nghiệm nước tiểu, cái từ chuyên ngành của nó là urolysis. Trong cái xét nghiệm nước tiểu này có thể kiểm tra nhiều thứ, có thể kiểm tra creatinine, có thể kiểm tra xem có vấn đề gì liên quan tới nhiễm trùng. Ta không biết, nói chung xét nghiệm nước tiểu nói chung á, nên là cái đáp án creatinine test đây là sai ha. Medical condition, tình trạng y tế, hay chúng ta có thể gọi là bệnh đi. Which person lost kidney function over time? Giảm thiểu chức năng thận qua một cái khoảng thời gian dài. Chúng ta biết đây là bệnh mãn tính rồi, liên quan tới thận hay là bệnh thận mãn tính đó. Thì viết tắt của nó, viết tắt như thế nào? Mãn tính là chronic, thận là kidney, là bệnh là disease, nên là CKD ha. Các bạn có thể thấy là những cái câu mà viết tắt này nè, nó dễ nhưng mà rất là dễ nhầm lẫn, tại vì vẫn có 15 bạn chọn sai là CDK, nó chỉ cần đổi một thứ tự một chữ thôi, đáp án hoàn toàn khác nhau ha. Rồi, một dạng protein. Chúng ta học duy nhất một từ liên quan đến protein bài này thôi. Đáp án đúng ở đây là albumin thôi. Exercise 4. Lưu ý câu này có thể có nhiều hơn một đáp án nhưng mà select all and apply. Giảm chức năng thận có thể là biểu hiện của vấn đề là bệnh nhân là bị suy thận. Vậy từ nào có nghĩa là suy thận? Thì cái từ trong cái phần này các bạn đang tìm một từ có nghĩa là thuộc về thận hoặc liên quan tới thận. Một, các bạn thể sử dụng tính từ renal đúng không? Thứ hai là các bạn sử dụng một cái danh từ mô tả nó. Thì cái danh từ khi các bạn sử dụng để mô tả bao giờ cũng là số ít nha, không phải số nhiều. Then kidneys có S là sai. Biopsy cũng là sai, thì vẫn là sinh thiết rồi đúng không? Đáp án đúng sẽ là kidney và renal. Thì cái này các bạn lưu ý nha, đối với suy thận, cho dù nó ảnh hưởng một hay là hai quả thận thì luôn luôn vẫn là kidney failure, không bao giờ có S, tại vì người ta không đếm là bạn có bao nhiêu quả thận, người ta đang nói về thuộc về thận hay là liên quan tới thận. We'll remove some tissue, lấy ra một số mô, liver là gan, lấy mô ở gan để làm sinh thiết gan. Và
Và từ có nghĩa là sinh thiết là biopsy, biopsy. Câu này trước khi dịch các bạn, cái từ câu này không cần phải dịch chúng ta cũng có thể trả lời được. Lý do sao các bạn thấy cái chỉ số này 110 trên 65 đó là đo huyết áp rồi. Chỉ có huyết áp mới viết là 100 gì đó trên một con số khác rồi đúng không? Vậy từ nào có nghĩa là huyết áp? Hypertension là chắc chắn là sai ha. Lý do là sao 110 trên 65 không phải là huyết áp cao, hypertension là cao huyết áp. 110 trên 65 là huyết áp thấp rồi. Nên đáp án đúng ở đây là blood pressure. Heart rate là nhịp tim, nhịp tim thì các bạn thấy cũng không phải là 110 trên 65, nó chỉ là một số thôi. Ví dụ như 82, 90, 100. Sugar level, nếu mà chúng ta đo về đường cũng không phải 110 trên 65 nữa. People can have relatively normal life with just one. Tôi đây chỉ một. Có nghĩa là sau nó là danh từ đếm được và số ít nên sẽ không có S. Cái ô bên này các bạn có nghe được thầy không hay là chỉ có một bên nghe được thôi? Bạn Nhung không nghe và màn hình bị đứng. Hình như cái phần đó là liên quan tới máy của bạn, tại vì đa phần trong lớp vẫn nghe bình thường. Nên là có thể các bạn khởi động lại máy hoặc là thoát ra vào lại giùm thầy. Rồi, đáp án đúng của này các bạn lưu ý ha, kidney, tại vì người ta đang nói về một một thận thôi. Không phải là cả hai ha, lưu ý chữ one ở đây. Câu này người ta đang tìm một cái xét nghiệm kiểm tra về chức năng của thận, xem thận có hoạt động tốt hay không. Thì như các bạn biết rồi, đo độ lọc của thận viết như thế nào? GRF hay là GFR? Thì lưu ý trong cái câu này á, đáp án đúng sẽ là GFR ha. Bây giờ ta quay lại phần slide bài số 3, có tất cả là 6 từ. Nếu các bạn làm câu hỏi này trên sách thì các bạn có thể làm 1, 2, 3, 4 theo thứ tự cũng được, hoặc là các bạn làm những từ là đơn giản trước. Trên lớp thì để tiện theo dõi thì làm theo thứ tự alphabet ha, câu A trước, sau đó là câu B và câu C. Waste products found in blood thì lưu ý ha, tìm ra và có ở trong máu và nó sản phẩm chất thải được thải qua thận. Đây sẽ là creatinine. Yellow liquid waste product that the body produce. Chất thải lỏng màu vàng. Đây là nước tiểu. Thì lúc nãy thầy cũng có thấy là đối với câu A này có một số bạn chọn là nước tiểu. Lý do
Không phải nước tiểu hay sao? Ở trong máu mà, không có nước tiểu trong máu. Đúng rồi. C. A test to determine the amount of urea nitrogen in the blood. Blood, urea, nitrogen hay là BUN. Đáp án số 1. D. A test to examine a urine sample. Một xét nghiệm để kiểm tra hay là phân tích mẫu nước tiểu. E. Medical condition, tình trạng y tế hay là một căn bệnh liên quan tới chức năng thận, ha? Kidney function, CKD. Đối với câu E này, á, hai cái các bạn lưu ý, thay vì sử dụng chữ kidney, người ta có thể sử dụng chữ renal function, cũng là chức năng thận. Cái thứ hai cần lưu ý là CKD, á, viết đầy đủ, viết như thế nào, ha? Chronic kidney disease. F, dạng protein trong máu hay trên cơ thể. Đây là albumin. Trong bài 11, duy nhất một cái này liên quan đến protein thôi. Rồi bài 4. Chúng ta có tất cả là 6 từ. Thì các bạn để ý là đây là gì? 5 từ là danh từ, duy nhất một cái là tính từ. Và mỗi từ chỉ sử dụng một lần thôi. Thì nếu các bạn gặp câu hỏi này á, mà y chang như vậy á, thì làm câu nào dễ làm trước. Thì chúng ta có thể làm câu số 3 trước chẳng hạn. Vì ở đây chúng ta biết là liên quan tới huyết áp này ha. Blood pressure. Còn nếu không á, thì các bạn sẽ phải áp dụng ngữ pháp. Ví dụ câu số 1 nè. Cái ô trống này người ta đang tìm tính từ. À, thì trước failure, failure là thất bại hay là bị suy á, suy thận. Nên cái từ thứ nhất là tính từ và thứ hai nó là liên quan tới thận. Đáp án sẽ là renal. Renal failure, kidney failure đều có nghĩa là suy thận. Khi các bạn sử dụng chữ kidney thì sẽ không có S ha. Trong trường hợp này tại sao chúng ta không sử dụng kidney? Tại vì mỗi một từ chỉ dùng một lần thôi. Nhưng nếu kiểm tra, trắc nghiệm, renal failure hoặc là kidney failure đều đúng hết. Số 2, tissue, lấy mô để làm sinh thiết. Nên đáp án sẽ là biopsy. Ha. Số 3, đây là huyết áp, blood pressure. Và đây là huyết áp thấp. Ha. 4, một quả thận. Câu này có nghĩa là gì? Con người có thể có một cuộc sống tương đối là bình thường chỉ với một quả thận hay là chỉ với một thận. 5. Several tests, có nghĩa là chúng ta có nhiều cái xét nghiệm khác nhau. Đây là một báo cáo về bệnh lý. Nên đáp án sẽ là pathology report. Và 6. GFR test. Đối với câu số 6 này thì có cái các bạn cần lưu ý là gì? Các bạn sẽ thấy chữ test lặp lại hai lần, đúng không? Vẫn đúng nha, không sai. Tại vì chữ test đầu tiên là danh từ đang nói về xét nghiệm. Còn chữ test thứ hai á, nó là động từ có nghĩa là kiểm tra. Xét nghiệm cầu, độ lọc cầu thận á, kiểm tra hoạt động tốt như thế nào hay là có tốt hay không. Nên đây không phải là lỗi ha. Bài đọc. Đây là xét nghiệm, cái báo cáo liên quan tới kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Bệnh nhân này được làm xét nghiệm cho bệnh thận mãn tính. Thì chữ CKD nè, viết tắt cho Chronic Kidney Disease. History, bệnh sử. Mr. Reed complained of a decrease in appetite. Appetite là thèm ăn, giảm sự thèm ăn. He also report having less energy, giảm năng lượng, ít năng lượng hơn. Family history, chúng ta đã học cái từ này rồi ha. Family history không phải là liên quan tới bệnh nhân nữa mà là gia đình của bệnh nhân, có nghĩa là anh chị em ba mẹ. Tiền sử bệnh gia đình bao gồm các vấn đề về thận, kidney problem. This leads me to check Mr. Reed renal function. Thì bạn thấy ha, renal function, kidney function đều có nghĩa là chức năng thận. Do bệnh nhân
giảm thèm ăn, ít năng lượng hơn, có tiền sử gia đình về bệnh thận, nên bác sĩ sẽ làm những cái kiểm tra về chức năng thận. Tôi tóm lại câu này như vậy. Sau đó thì có một số kết quả liên quan tới cái đầu tiên á, là huyết áp 151/92, ta biết đều huyết áp cao rồi, nên chỉ elevated là tăng cao. Số 3, xét nghiệm nước tiểu, review the high level albumin present in his urine. Creatinine level are much higher than normal in blood tests. Thì phần này các bạn đánh một cái dấu mốc giùm thầy trong tài liệu của bạn. Tại sao nó quan trọng? Khi một người nào đó có vấn đề về thận hay là chức năng thận ấy, thì cái level albumin nó sẽ nhiều ở trong thận, trong nước tiểu, còn creatinine nó sẽ nhiều ở trong máu. Đừng có nhầm lẫn hai cái này ha. Kiến thức, đây là kiến thức ngành ấy, nên là thầy nhắc các bạn để bạn học cái phần này trong trường hợp người ta chọn câu đúng hay sai. Người ta có thể hỏi là một một người bị bệnh thận, chuyện gì có thể xảy ra với albumin tăng giảm trong máu hay là trong nước tiểu, thì các bạn đã có đáp án ở đây rồi. Thì nhắc lại, nhớ học câu 3 và cái câu tiếp theo của nó. Rồi 4, renal failure là suy thận. Đây là chẩn đoán. Mr. Reed likely has kidney disease that is progressing rapidly toward renal failure. Có khả năng mắc bệnh thận và đang tiến triển nhanh chóng đến suy thận. Rồi, sau đó chúng ta có số 5, GFR, độ lọc cầu thận, VON, nitrate urea trong máu, và cái test tiếp theo renal biopsy là sinh thiết thận. Và bác sĩ muốn bệnh nhân làm cái sinh thiết thận này càng sớm càng tốt để biết được nguyên nhân của bệnh là gì. Và sau đó thì cái báo cáo về bệnh lý pathology report sẽ được gửi tới bác sĩ. Exercise 2, câu số 1. No one in the patient family had had kidney disease before. Không ai trong gia đình bệnh nhân bị bệnh thận trước đó. Thì câu này chúng ta biết là sai đúng không? Tại vì tiền sử bệnh gia đình đó, có vấn đề về thận. Nên câu số 1 là false. Số 2, the patient blood contained high level albumin. Câu này chúng ta biết là gì đây? Đúng hay sai không? Albumin nếu bị suy thận á, thì nó sẽ không phải là nhiều trong máu nữa, mà là nhiều trong nước tiểu. Nên câu này là sai ha, false. Câu số 2 này á, thật ra không đọc các bạn có thể đoán được cái đáp án này là sai thôi. Nên cũng lưu ý ha, nó liên quan tới cái phần lúc nãy thầy kêu các bạn đánh dấu á. Phần này nè. Và câu 3, biopsy must be performed soon. Sinh thiết phải được thực hiện sớm. Thì chúng ta biết là bác sĩ muốn bệnh nhân làm càng sớm càng tốt đúng không? Để phát hiện ra nguyên nhân á. Nên câu này là đúng ha, true. Thì đối với bài số 2, 1, 2, 3, câu số 2 có thể các bạn sẽ phải học. Rồi tùy, không học cũng sao. Tại vì ở trên thầy đã chặn các bạn học cái câu ở trên này rồi ha. Nên là nếu học phần này rồi thì không nhất thiết phải học lại ở dưới. Rồi listening. Các bạn sẽ phải tự đọc phần này ở nhà. Tại vì nó chỉ lặp lại những cái xét nghiệm. Và thứ hai là các bạn đã có học liệu nghe cho các bạn rồi. Cái này các bạn tự đọc ở nhà. Thầy cung cấp đáp án cho số 1 và số 2. Tuy nhiên ở đây các bạn cũng không cần phải học thuộc đáp án. Đáp án của câu số 1 là câu D ha. Và số 2 sẽ là câu C. Rồi, trước khi học tiếp Unit 12, có phần nào các bạn muốn thầy giảng lại không? Lại câu 2 với 3 ha. Câu 2 và 3. Ok. Câu 2 và 3 đúng không? À, câu hỏi số 4. Ok. Rồi, 2 và 3. Thì đối với câu số 2 này các bạn thấy thì we will remove some tissue. Chúng ta sẽ lấy một số mô ra từ gan
Thì như thầy nói, nếu một cái xét nghiệm nào lấy mô ra thì thường người ta đoán khoảng 90-99% là liên quan tới sinh thiết rồi đúng không? Thế đáp án số 2 này sẽ là biopsy. Còn đối với câu số 3 này, 110 trên số 5 là đo huyết áp, nên đáp án sẽ là blood pressure. Ở đây người ta không hỏi là huyết áp cao hay thấp, người ta chỉ nói là tìm cái từ có nghĩa là huyết áp thôi. Blood pressure. Được chưa bạn? Phần tiếng Việt không cần phải dịch ra đâu. Tại vì những cái câu này các bạn chỉ cần nắm là đối với câu số 2, mô sinh thiết. Nếu các bạn phải ghi tiếng Việt, mô sinh thiết. Còn số 3, 110 trên 65, chắc chắn cái đó là huyết áp rồi. Khỏi cần phải dịch phần sau. Rồi, vậy chúng ta tiếp nha. 12. Diagnostic equipment, các cái công cụ dụng cụ để chẩn đoán. Nhưng thực ra chúng ta học có một cái thôi, còn sau đó thì chúng ta sẽ học những cái liên quan đến chẩn đoán hình ảnh thì nhiều hơn. Tại các bạn có thể thấy được cái bài đọc đó, liên quan tới medical imaging thì các cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Ta sẽ học ít nhất là bốn cái kỹ thuật liên quan tới chẩn đoán hình ảnh ngày hôm nay ha. CT scan, ECG, MRI, ai cũng biết cái này là cái gì rồi. Nên khi các bạn học á, cái quan trọng là các bạn phải nắm được, thứ nhất là CT scan nó sử dụng công nghệ gì, X-ray, và mục đích để tạo ra cái gì, three dimensional image, sử dụng X-ray để tạo ra hình ảnh 3 chiều. Tuy nhiên nó cũng là công nghệ X-quang thôi đúng không, X-ray. Nên đối với câu định nghĩa đầu tiên á, hai cái từ quan trọng là X-ray là một, và cụm từ thứ hai là three dimensional, 3 chiều. ECG viết tắt cho electrocardiogram. Nếu bạn nào còn nhớ về anh ông một, electro là điện, cardio là tim, gram là hình ảnh đó. Nên đây sẽ là điện tâm đồ. Và đối với điện tâm đồ thì chúng ta đang đo lường cái gì? Điện electrical đúng không? Và điện của tim đó, electrical activity of the heart. H E A R T. MRI, Magnetic Resonance Imaging. Đây là chụp cộng hưởng từ dựa trên magnetic, từ tính của các nguyên tử để tạo ra hình ảnh. Thì đối với phần này, nếu các bạn chỉ học CT scan ra tiếng Việt, nó mới là 5% thôi. Cái quan trọng là học công nghệ gì đấy, dựa trên X-ray, mục đích tạo ra cái gì, three dimensional. Tương tự ECG đo cái gì, hoạt động điện, electrical activity và của tim. Ngoài ra ECG là viết tắt nên các bạn học luôn viết tắt cho cái gì. MRI cũng vậy, viết tắt cho cái gì, áp dụng công nghệ gì, magnetic, từ tính. Ultrasound, từ này trong danh sách từ của bài số 12 sẽ là từ dễ nhất. Tại vì khi chúng ta nói về siêu âm, kiểu gì các bạn cũng phải sử dụng chữ sound là âm thanh. Sound. Đối với siêu âm thì sử dụng khi nào? Có thể để khám cho những người phụ nữ mang thai. Thì lát nữa các bạn sẽ thấy một câu hỏi người ta hỏi liên quan đến phần siêu âm. X-ray. Đây định nghĩa cơ bản của X-ray. Formal radiation, nó là bức xạ dùng để tạo ra hình ảnh. Used to take pictures. Hình ảnh của cái gì, internal human body, bên trong cơ thể, các cơ quan nội tạng, xương, bone, v.v. Cái mà thầy cần các bạn đánh dấu trong cái slide này là cái từ tiếp theo ha, endoscope. Trong tài liệu của bạn á, thì thầy muốn các bạn khoanh tròn chữ E ở cuối câu, à cuối từ á. Thầy ha. Endoscope, tubular instrument. Instrument là một công cụ ha. Và endoscope là cái công cụ hay dụng cụ để làm phép nội soi. Lý do các bạn cần phải nắm chữ E ở cuối của cái từ này á, tại vì sẽ có một thực rất là giống nó, endoscopy. Nếu là y dài,
Nó là phép nội soi. Còn nếu là chữ E sẽ là dụng cụ để làm phép nội soi. Rồi. Nên cái đó là cái các bạn cần lưu ý. Thấy chữ instrument, người ta đang hỏi về dụng cụ, nên đáp án phải có đuôi là chữ E. Feed. Nếu bạn nào học TOEIC hoặc là IELTS rồi thì các bạn có thể biết được chữ feed này thật ra nó còn một nghĩa khác nữa là cho ăn, đúng không? Feed the baby, feed me the food, cho tôi ăn, cho em bé ăn, vâng, nó là động từ. Tuy nhiên khi chúng ta thấy nó đi chung với một cái dụng cụ đi, ví dụ như là endoscopic tube, thì nó không phải là cho ăn nữa mà là đặt. Đây sẽ là đặt ống nội soi. Và feed đồng nghĩa với insert, cũng như là đặt. Insert khi chúng ta sử dụng word đó, là chèn vào, đúng không? Nhưng đây không phải là chèn vào mà là đặt một công cụ, thường là đặt ống, ống thở, ống nội soi vào trong cơ thể. Gel. Gel thì tiếng Việt cũng là gel thôi. Nó là chất băng rắn, semi-solid. Và cái cụm từ các bạn lưu ý đây là gì? Apply to the patient's skin. Bôi ngoài da là một. Và chữ apply ở đây cũng như là bôi. Medical imaging. Chẩn đoán hình ảnh. Process of creating pictures. Quá trình tạo ra hình ảnh. Nói chung với mục đích là gì các bạn? Diagnosing and treating medical problem, mục đích là chẩn đoán và điều trị các bạn. Radiography, đây là thuật chụp X-quang. Thì lưu ý, use of X-ray, sử dụng tia X nói chung ha, thì đây có thể là chụp X-quang, chụp CT, tất cả những gì sử dụng công nghệ X-quang đều được gọi là radiography. Câu này thì đây là một dạng chẩn đoán hình ảnh sử dụng X-ray để tạo ra các hình ảnh 3D. Thì bạn lưu ý đáp án đúng sẽ là CT scan ha. Còn radiography lý do nó sai tại sao? Tại vì họ không nói sử dụng X quang chung chung, ở đây họ nói một loại kỹ thuật cụ thể.
Instrument, dụng cụ, công cụ. Dụng cụ để thực hiện phép nội soi. Thì đuôi, cái chữ cuối cùng của nó phải có chữ gì? Các bạn đúng rồi, endoscope ha. Phải là chữ E ở cuối mới là bạn đúng. Còn nếu mà chữ Y dài á, nó là phép nội soi. Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng từ ultrasound là siêu âm, không phải là từ mà sử dụng âm thanh đúng không? Sóng âm thanh. Đáp án đúng rồi, câu này phải là MRI ha. The use of X-rays, đây là sử dụng các cái kỹ thuật X-ray, X-quang nói chung, bao gồm X-quang, CT, vân vân. Đáp án đúng là radiography. Tôi học duy nhất một cái kỹ thuật liên quan âm thanh thôi. Và thường liên quan âm thanh thì có chữ sound, sound, ultrasound, siêu âm. Patient heart electrical activity, hoạt động về điện của tim hay là điện tâm đồ. Đáp án đúng của câu này sẽ là ECG. Trước khi sử dụng hay là trước khi làm siêu âm thì thường bác sĩ sẽ bôi cái gì lên cái vùng. Ha. Chữ pill, P-I-L-L có nghĩa là một viên thuốc, thì chúng ta không có bôi viên thuốc lên được, thuốc là uống. Apply, đây sẽ là bôi gel.
Câu số 3 này có nhiều hơn một đáp án nên các bạn chọn tất cả những đáp án đúng. Hai đáp án đúng là insert và feed, cả hai đều có nghĩa là đặt đặt ống vào trong ngực của bệnh nhân. Đây có thể là ống thở. Enter, các bạn lưu ý ở đây chữ enter, nếu các bạn sử dụng enter into thì thường khi đang sử dụng cái đó, enter into room khi các bạn đi vào trong phòng á, còn nếu đặt ống thì là insert hoặc là feed. Khi bệnh nhân bị gãy xương thì thường chúng ta sẽ chụp X quang, đúng rồi, nên đáp án ở đây là X-ray. Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Đáp án đúng là medical imaging, không phải là medication, cũng không phải là medicine nữa các bạn. Và chữ imaging phải có ING ở cuối, không phải là image. Rồi, quay lại slide, năm từ. Bằng tiếng Việt như trong slide các bạn đã có rồi nên không quan trọng lắm nếu các bạn không chép lại kịp. Tại vì những cái câu ABCD này, đó là những cái từ định nghĩa ở trên thôi. Nó chỉ là lặp lại thôi. Rồi câu A thì đây, X-ray tạo ra three-dimensional. X quang hai chiều tạo ra hình ảnh 3D, đây sẽ là CT scan. B, instrument, dụng cụ là làm phép nội soi. Endoscope, đuôi chữ E. C, medical imaging technique, một cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng cái gì các bạn? Magnetic force, lực từ tính, đây sẽ là MRI. D, the use of X-ray, sử dụng X quang nói chung. Radiography. Câu cuối cùng trong slide này. Reflection of sound waves. Liên quan tới âm thanh, người ta duy nhất một đáp án đó là ultrasound. Siêu âm. Tới bài số 4. Các bạn sẽ có 5 từ. Dạng câu hỏi này, bước đầu tiên mà cần xác định là 5 từ này á, nó loại từ nó là gì. Sẽ có bốn cái danh từ: gel, medical imaging, x-ray, ECG. Duy nhất một cái là động từ thôi, feed.
Thì chúng ta biết như vậy rồi ấy, thì cái đáp án câu số 3 chỉ có thể là feed, đúng rồi. Tại vì đối với 5 câu này á, riêng đối với câu số 3 là thiếu động từ. Thì bạn thấy là chưa cần phải dịch bất cứ một câu nào, các bạn đã có thể loại ngay một câu. Đó là cách sử dụng ngữ pháp để làm những cái dạng câu hỏi này. Câu số 1, get a heart activity, hoạt động về tim, thì chúng ta sẽ sử dụng điện tâm đồ ECG. Apply là bôi hoặc là sử dụng. To the air before using ultrasound machine. Bôi vào vùng da trước khi siêu âm thì chúng ta sẽ bôi gel. The doctor will, động từ, feed, cài hay là đặt một cái ống vào trong ngực. The bone slightly broken, và take, xương bị gãy thì thường chúng ta sẽ chụp, là chụp X-ray. Modern technology provide many medical imaging techniques. Bài đọc. Đây là bài đọc về các cái dịch vụ liên quan tới medical imaging, là chẩn đoán hình ảnh của một cái phòng khám. Thì khi các bạn thấy các cái dịch vụ rồi thì họ sẽ liệt kê các dịch vụ là cái gì, đúng không? Trong trường hợp này họ liệt kê là một và họ giải thích cái dịch vụ đó, cái chức năng của nó là gì, sử dụng công nghệ nào á. Thì đối với bài đọc của bài này anh chị không cần phải học thuộc. Lý do từ vựng cũng đã định nghĩa rồi, cái này là lặp lại phần từ vựng thôi, không khác gì hết đó. Thì từ số 1, medical imaging, đây là chẩn đoán hình ảnh và các cái kỹ thuật bao gồm cái gì, CT scan, ultrasound, radiography, chụp X quang ha. Thì các bạn thấy ha, the use of X-ray, take pictures, câu này là câu chúng ta đã có ở trên phần từ vựng rồi. CT scan, chụp CT, use two dimensional X-ray to create three dimensional image. Câu này cũng đã có trong Google định nghĩa ở trên rồi. Đây là lý do sao các bạn không cần phải học thuộc lòng cái bài này, tại vì chúng ta đã học ở trên rồi. Ultrasound là siêu âm. Đối với phần này các bạn đánh một cái dấu sao nhỏ bên cạnh là chữ unborn children, là thai nhi. Thì khi người ta sử dụng siêu âm thường có thể sử dụng để khám người mẹ mang thai, đúng không? Hoặc là kiểm tra sức khỏe của thai nhi. Thì cái từ thai nhi, unborn children. Endoscope, đây là một cái dụng cụ, công cụ, thiết bị nội soi. MRI là cộng hưởng từ và ECG là điện tâm độ. Thì câu 7, câu 8 này cũng là cái câu chúng ta sử dụng ở trên rồi, định nghĩa rồi, nên các bạn cũng không cần học thuộc lại ha. Bài tập số 2, exercise 2, câu số 1. What is the website mainly about? Ý chính của cái đoạn văn này là cái gì? When to use advanced imaging, khi nào nên sử dụng chẩn đoán hình ảnh? Chữ advanced là tiên tiến. The cost of medical imaging techniques, chi phí của các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. C, different kinds of medical imaging, các loại chẩn đoán hình ảnh khác nhau. Và D, how X-ray are being replaced by other imaging techniques. Các X-quang được thay thế bằng các kỹ thuật hình ảnh khác nhau. Thì rõ ràng cho tôi biết một bài đọc liệt kê các dịch vụ, sau đó họ liệt kê từ CT scan, X-ray, MRI v.v. Nên đáp án ở đây á, sẽ là câu C, các loại chẩn đoán hình ảnh khác nhau. Câu 1, các bạn không cần phải học đáp án, tại nó phụ thuộc trực tiếp với cái bài đọc và nó không phải là một kiến thức ngành. Câu số 2. Which of the following is not an advanced medical imaging technique? Bốn đáp án dưới là cái nào không phải là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Để dễ nhầm lẫn, cái người ta đang hỏi các bạn ở đây là trong bốn cái kỹ thuật ở dưới, kỹ thuật nào có lâu đời nhất? Tại vì nếu mà có lâu đời nhất nó không phải là tiên tiến thôi. Chúng ta có MRI, cộng hưởng từ, X quang,
chụp CT và điện tâm đồ. Ở đây không cần đọc, chúng ta cũng biết X-ray sẽ là cái kỹ thuật có lâu đời nhất, có cả trăm năm rồi, trước các kỹ thuật khác, nên đáp án của câu số 2 sẽ là câu B. Phần này các bạn đánh một điểm sao, không học cũng không sao, tuy nhiên nên học tại vì nó đã có một cái đáp án đúng ở đây rồi. Rồi. Và đây là một trong kiến thức không hẳn là ngành nhưng mà logic đúng không ạ? Rồi, số 3. Who is most likely to be examined by an ultrasound? Ai có khả năng được kiểm tra bằng siêu âm? Patient in surgery, bệnh nhân đang phẫu thuật. Nếu mà đang phẫu thuật rồi thì cũng không ai đem đi chụp siêu âm hết, phải là chụp trước hoặc là sau. Patient with a broken bone, gãy xương. Đối với phần gãy xương thì thường chúng ta chụp X-ray đúng không? X-quang á. Patient who is pregnant, bệnh nhân đang mang thai. Ok, người ta biết câu này là đúng rồi đó. Và cuối cùng, patient with abnormal heart activity. Đối với hoạt động của tim bất thường sẽ là ECG hoặc điện tâm đồ. Các bạn đúng là câu C. Câu này các bạn đánh hai dấu sao. Lý do đa phần anh chị học câu C là đáp án đúng thôi, chưa đủ. Đối với những đáp án sai như câu B, các bạn phải học luôn là để trở thành câu đúng đó. Nó sẽ là cái gì? Xương thì là chụp X-ray, tim là ECG. Lý do nếu thay đổi chữ ultrasound thành X-ray chẳng hạn đi, thì chắc chắn phụ nữ mang thai không chụp X-quang rồi đúng không ạ? Tim, hoạt động về điện của tim cũng không liên quan tới X-ray. Và chúng ta đáp án đúng bây giờ sẽ là câu B. Thì đó là lý do tại sao khi học các bạn, ngoài đáp án đúng là câu C ra, những đáp án sai á, như là B và D á, học luôn để trở thành câu đúng cần đổi cái gì. Listening. Đây sẽ là bài nghe cuối cùng trong cái quyển sách này. Phần này anh chị cũng không cần phải học thuộc, các bạn có thể đọc, tự đọc ở nhà. Nó là lặp lại phần từ vựng thôi. Thì nắm từ vựng, ví dụ CT scan là gì, X-ray là gì, radiography là gì. Những cái này chúng ta đã học hết rồi. Ở đây là bác sĩ giải thích lại cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh là gì cho bệnh nhân. Chúng ta không cần học tại vì trên đã định nghĩa khá là kỹ rồi. Số 1, a CT scan may not be necessary. True. Số 2, đáp án cũng là đúng. Và số 3 là false. 1, 2, 3. Thầy cung cấp đáp án cho các bạn. Tuy nhiên các bạn không cần phải học thuộc cái phần này ha, tại nó liên quan đến bài đọc, cũng không phải là kiến thức ngành. Rồi. Đó là hết unit 12. Bài ngày hôm nay nó khá là ngắn tại vì bài 11, bài 10, 11, 12 đều là những cái bài khá là đơn giản, không có quá khó. Các bạn đã biết đa phần những cái chẩn đoán hình ảnh là cái gì rồi. Nên từ vựng đơn giản. Anh chị có cần thầy giảng lại phần nào đối với cái bài vừa học xong không? Nếu không thì kế hoạch của chúng ta là chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 20 phút, 20 25 phút gì đó, quay lại sẽ có bộ câu hỏi ôn tập cho các bạn khoảng 66 câu. Thì 66 câu thì cho các bạn khoảng 25 phút đợi cả lớp làm xong hết. Những câu này khá là dễ. Nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Xong thầy sẽ giảng cùng lần hết, sau đó các thầy sẽ cho các bạn những cái bộ câu hỏi ôn từ 1 tới 3 luôn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 20 rồi. Câu số 1, câu này chúng ta đã làm lớp rồi ha. Thì các bạn lưu ý ở đây chữ to có nghĩa là tìm động từ á. Thì thay vì các bạn dịch cái câu đằng sau ra, bước đầu tiên nếu chúng ta biết là tìm động từ
Các bạn loại những cái là danh từ và tính từ. Ví dụ như là fraction là danh từ, chúng ta có loại được. Effective là tính từ, loại được ha. Và effect là danh từ, loại được. Đáp án là câu A, effect là tác động. Số 2. Examination of something by listening. Listening là nghe, và chúng ta nghe sử dụng cái ống nghe stethoscope. Đáp án sẽ là auscultation. Palpation là sờ nắng, percussion là gõ, và observation là quan sát hay là theo dõi. 3. Convey information, truyền đạt thông tin. Và đặc biệt là chúng ta truyền đạt thông tin bằng cái cử động move, nên đây là body language. 4. Động từ, các bạn thấy chữ determine, xác định tính chất. Đây là đánh giá, evaluate. 5. Examination, từ này đồng nghĩa với nó, nên là inspection, đều có nghĩa là khám hay là kiểm tra sức khỏe. 6. Động từ notice, để ý, chú ý khi chúng ta quan sát, nên đáp án sẽ là observation, câu A. 7. Touch, chạm vào, cảm nhận một cái gì đó. Palpation, câu A ha. 8. Tapping on an area, tap là gõ, đây là gõ vào vùng vùng bụng, abdomen và chest, vùng ngực, thì cái đáp án đúng sẽ là percussion. Rồi, câu 9 là một câu ví dụ rất là dài, và thật ra đây là một cái bẫy, và khi các bạn nhìn mỗi câu dài như vậy, mặc định các bạn sẽ có một thói quen là các bạn dịch từ trên dưới, mà tuy nhiên cái này không cần thiết ha. Cái quan trọng ở đây là tập trung vào cái chữ này, heartbeat. Thì tim, khi chúng ta đo nhịp tim thì một là từ heart rate, chúng ta đã học tuần trước rồi, hoặc là ngày hôm nay thêm từ nó là pulse, có nghĩa là mạch. Đáp án là câu A. Tất cả những phần còn lại không cần phải dịch vẫn có thể trả lời được. Thì cái tip ở đây là gì? Đối với một câu dài và các bạn thấy cái điền ô trống chẳng hạn đi, thì cái câu quan trọng nhất sẽ là câu ngay bên cạnh nó, trước hoặc sau. Nếu cần dịch thì dịch phần này thôi, phần đằng sau không cần phải dịch hết. 10. Ở đây chúng ta có bốn cái: nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp và thở. Đây là các dấu hiệu sinh tồn, vital signs. Câu A. Thêm một cái tip nữa là khi các bạn thấy vital, chúng ta chỉ có một cái thôi, duy nhất, đó là vital sign, là dấu hiệu sinh tồn. Không có vital effects, không có vital effect và cũng không có vital symptom. Tất cả những phần còn lại luôn luôn sẽ là những câu sai B, C và D. Chỉ có một cách duy nhất để nói về dấu hiệu sinh tồn, đó là vital sign. Rồi, câu số 11 này các bạn để ý là gì? Khoảng 20% lớp chúng ta đã làm câu này sai. Ở đây người ta nói là gì? Not, không phải một phần của kiểm tra các cái dấu hiệu sinh tồn. Thì rõ ràng checking pulse khi chúng ta kiểm tra nhịp tim, đó là một dấu hiệu sinh tồn. Auscultation khi các bạn nghe về nhịp thở cũng là một dấu hiệu sinh tồn. Taking temperature, đo nhiệt độ cũng là một dấu hiệu sinh tồn. Nên cái đáp án đúng chủ câu này á, là evaluating posture. Posture là tư thế. Tư thế ngồi không liên quan tới dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. 12 là ngược lại của câu số 11 thôi. Các bạn để ý là không có chữ not đúng không ạ? Vậy đấy chúng ta biết được B, C, D của câu 11 là sai á, nó sẽ là một trong đáp án đúng của câu 12. Trong trường hợp này các bạn thấy là không có auscultation, cũng không có taking temperature, chúng ta chỉ có checking pulse. 13 cũng tương tự như 12. Thì các bạn thấy là gì đây? Bây giờ là chữ auscultation. Đó là lúc mà để cái câu này trong lớp, thầy có nhắc các bạn học cái phần này đúng không? Để trả lời được câu 12 và 13 mà cách loại trừ, các bạn cũng không cần đọc quá nhiều, cũng không cần biết là những cái đáp án ở dưới là cái gì. Tại vì khi chúng ta thấy chữ not thì thật ra hai câu này đối nghịch với nhau thôi. Đáp án đúng của câu này trở thành đáp án sai của câu kia và ngược lại. Đó. 14 cũng tương tự như câu 13, nhưng ở đây chúng ta có taking temperature. Thì tóm lại là gì?
bốn cái liên quan tới đối với sinh tồn là gì? Thì câu 11, 12, 13, 14 nó liên quan tới. 15. Khi các bạn sử dụng percussion, có nghĩa là gõ, gõ vào bụng, chúng ta kiểm tra cái gì? Check the condition of internal organ, các cơ quan ở bên trong hay là nội tạng. Chúng ta không sử dụng gõ để đo mạch, mà đó là bắt mạch. Cũng không phải là breathing, cũng không phải là nghe thở. Khi mà thở thì các bạn sẽ sử dụng nghe, không phải là percussion. 16. Which of the following is a physical examination technique? Kỹ thuật khám bệnh. Thì nên nhớ đối với số 10 có ba cái từ quan trọng nhất ha: palpation, agitation và percussion. Đây là một nữa ha: palpation, sờ nắng đó. Pulse là mạch, vital sign là dấu hiệu sinh tồn và body language, ngôn ngữ cơ thể. 17 cũng tương tự, nhưng cái này nó có một cái 7 ở đây là các bạn để ý là gì? Có chữ palpitation, câu B nè, giống chữ palpation đúng không? Có 15% các bạn không có đọc kỹ và chọn đáp án B. Đáp án này là sai nha. Palpitation là tim đập nhanh, còn palpation mới là sờ nắng. Đó. 18 cũng tương tự. Accutation. Thì tóm lại câu 16, 17, 18, 3 câu này là ba cái liên quan tới các cái kỹ thuật khám. Chúng ta học có ba cái duy nhất thôi: accutation, percussion và palpation. 19. Câu 19 này khi mà load lên hệ thống thì nó hơi thiếu, là nó chưa có đánh dấu hay gạch đích cái từ quan trọng cho các bạn. Tuy nhiên câu này chúng ta đã làm trong lớp rồi. Chọn từ đồng nghĩa, similarly meaning, thì lưu ý phải kiểm tra trước người ta hỏi là đồng nghĩa hay trái nghĩa. Trong trường hợp này là đồng nghĩa, nếu đổi lại là opposite in meaning, có nghĩa là trái nghĩa, là khác ha. Và cái chữ mà chúng ta đang tìm là chữ investigation, đồng nghĩa với inspection, đều có nghĩa là kiểm tra hay là khám. Watching carefully, quan sát một cách cẩn thận. Watching, observation, đều có nghĩa là quan sát, theo dõi. 21. Make a difference upon, lưu ý chữ upon, tạo ra một sự thay đổi hoặc là tác động tới á, thì đây là động từ effect, bắt đầu bằng chữ A. Effect là danh từ và evaluate cũng là động từ, tuy nhiên nó có nghĩa là đánh giá chứ không phải là tác động. Effective có hiệu quả, tính từ. 22. Determine the quality, xác định phẩm chất, tính chất, là đánh giá, evaluate. Thì có một cái trong cái câu này các bạn lưu ý, cái cặp danh từ và động từ đi chung với nhau. Evaluate là động từ đánh giá, evaluation là sự đánh giá, effect là động từ tác động tới, và effect là danh từ. Hai cái này liên quan với nhau, một cái là tác động, một cái là hiệu ứng hay là kết quả của sự tác động sẽ. 23. Câu 23 trở đi là chúng ta bắt đầu sang bài số 11. Trong danh sách 11 và 12 từ của bài số 11 á, thì có một từ duy nhất liên quan tới protein thôi. Đó là albumin. Toa. Nên các bạn thấy cái protein biết là nằm bài số 11. Đáp án 99% sẽ là albumin. 24. Rồi, medical procedure chúng ta biết là một thủ thuật y tế liên quan tới mô, tissue. Và để đây xác định bệnh hay là chẩn đoán bệnh, đây là sinh thiết, biopsy. Đối với câu 24 này thì sẽ có một số từ hiện nay chúng ta chưa học, nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ học trong buổi 4 tới buổi số 9. Bioavailability là sinh khả dụng, biology là sinh học và biomedical là y sinh. 25. Pressure, áp lực liên quan tới máu hay là huyết áp. Blood pressure. Các bạn lưu ý đối với huyết áp hay là áp lực nói chung á, thường 90% các bạn có thể là huyết áp thôi. Blood pressure sẽ không có pulse pressure, không có body hoặc là cũng không có heart ha. Nên thường cái đáp án sẽ là blood pressure.
26 xét nghiệm liên quan tới. Rồi, cái câu 26 này á, thường mặc định các bạn sẽ đọc ok, determine amount, rất là dài đằng sau, dịch từng chữ một không cần thiết. Khi các bạn thấy người ta có một cái ô trống, sau đó mở ngoặc đóng ngoặc á, đây có nghĩa là gì? Tìm từ đồng nghĩa với hoặc là từ viết tắt hay là viết đầy đủ của cái từ trong ngoặc đó, thì các bạn không cần phải dịch đằng sau đúng không? Chúng ta biết được BUN viết tắt cho gì? Blood, urea, nitrogen. Câu A. Đây là lý do tại sao mà thầy dặn các bạn những cái từ viết tắt chúng ta học kỹ là vậy, để đỡ tốn thời gian về cái câu đằng sau và đoán. BUN viết tắt cho blood, urea, nitrogen. Không phải là body ha, nó là trong máu mà. Cơ thể là body, blood là máu. Cũng không phải urine ha, C sai. Ure mới đúng chứ không phải urine. Urine là nước tiểu. Chúng ta đang tìm cái chữ là ure. 27 cũng tương tự như 26 thôi. CKD viết tắt cho gì? Chronic kidney disease. Câu A. 28. Câu này chúng ta có waste product. Đây là chất thải ở trong máu và thường được thải ra qua đường thận. Thì có hai chất, một cái là protein chúng ta biết là câu B rồi. Đáp án sẽ là câu A, creatinine. CKD là chronic kidney disease và BUN là blood urea nitrogen. C và D đều là hai cái từ liên quan đến một cái bệnh và thứ hai là xét nghiệm, không phải là một chất. 29 GFR viết tắt cho cái gì? Thì đây là lý do tại sao lúc mà giảng qua phần này á, thầy có kêu các bạn đánh dấu sao và học rất là kỹ, tại bạn có thể thấy là họ có thể sửa một từ trong cái cụm ba từ này. Nếu ai học không kỹ có thể bị nhầm lẫn. Thì lưu ý ha, glomerular filtration rate. Trong trường hợp câu 29 này là câu dễ nên các bạn thấy chỉ đổi từ cuối thôi. Nếu mà khó hơn một xíu họ có thể đổi từ thứ hai hoặc từ đầu tiên luôn và hoặc là ba từ luôn. Và các bạn đọc nhanh quá có thể chúng ta sẽ bị nhầm lẫn. 30. Report, đây là một báo cáo liên quan tới mô và các cái tế bào. Thì đây là báo cáo bệnh học, pathology report. Và mốt liên quan tới thận, relate to the kidneys. Nó là tính từ renal. Câu A, rental, rent là bạn thuê, bạn mướn, mua rental là thuộc về hoặc liên quan tới thuê. Dental là nha, mental là tâm lý. 32. Test, một xét nghiệm kiểm tra mẫu nước tiểu hay còn gọi là xét nghiệm nước tiểu nói chung á. Ở đây ha, nếu mà các bạn thấy GFR đúng cũng liên quan đến nước tiểu nhưng mà người ta đang nói là xét mẫu nước tiểu chứ không phải là cụ thể là cái đồ lọc đồ thận. Đây là mẫu nước tiểu nói chung thôi. Trong cái xét nghiệm nước tiểu này có nhiều cái xét nghiệm khác nhau, kết quả rất là nhiều. 33. Match, đây là tìm từ phù hợp với câu định nghĩa hoặc là từ đồng nghĩa với câu định nghĩa. Chúng ta cũng thấy cái cụm từ là waste product, chất thải in blood, trong máu và thải qua đường thận, creatinine ha. Câu này rất là giống câu chúng ta đã làm rồi, chẳng qua là cái câu hỏi người ta làm dài hơn chút xíu. Nếu bạn nào chưa làm cái này, câu hỏi này sẽ mất thời gian dịch cái câu dẫn luôn. Người ta đang hỏi gì. Tuy nhiên các bạn làm cái câu này quá quen rồi. Matches có nghĩa là tìm câu đồng nghĩa hoặc là phù hợp với cái định nghĩa. 34. Yellow liquid waste, màu vàng dạng lỏng và nó là một chất thải. Đó sẽ là nước tiểu ha, urine. 35. Xét nghiệm. Và xét nghiệm liên quan tới gì các bạn? Blood, urea, nitrogen hay là BUN, BUN test. 36. Xét nghiệm nước tiểu, urinalysis, câu A. 37. Tình trạng y tế, một căn bệnh. Khi mà bệnh nhân giảm chức năng thận, kidney function là chức năng thận. Và đây thì xảy ra trong một thời gian dài, over time. Thì chúng ta đang tìm một cái cụm từ
là bệnh thận mãn tính, chronic kidney disease. Protein albumin, trong bài này có một cái protein thôi. 39, câu này lặp lại. Thay vì lúc nãy chúng ta có renal function thì bây giờ là renal failure. Vậy renal failure có nghĩa là gì? Renal failure là suy thận. Bệnh thận mãn tính không có nghĩa là suy thận, nhưng nếu không chữa trị lâu dài có thể dẫn tới suy thận ha. Và renal failure hoặc là kidney failure đều có nghĩa là suy thận. 40. Remove some tissue from your liver during the, lấy mẫu mô từ gan để làm sinh thiết, nên đáp án sẽ là biopsy ha. 41. Rồi câu này cũng tương tự, nhưng mà chúng ta đã làm lớp rồi, nhưng mà nhắc lại nữa, không cần phải dịch. Con chỉ số này chỉ có một cái là đo huyết áp thôi. Mong là các bạn làm lần thứ ba các bạn nhớ ha. Blood pressure. 42. Có thể sống rất bình thường với chỉ một one, thì sau nó là danh từ là một và đếm được số ít, đúng không? Renal là tính từ loại rồi, albumin không phải, creatinine cả hai cái này không đếm được ha. Nên đáp án chỉ có thể là kidney thôi. Và thật ra đúng cái nữa, các bạn có thể xác định là gì khi các bạn dịch ra đi, nếu có thời gian các bạn dịch ra câu này, nghĩa là gì? Con người có thể sống cách bình thường, khá bình thường khi chỉ có một thận. 43. Several tests, chúng ta biết có nhiều cái xét nghiệm gộp lại và người ta ra một cái báo cáo chung, pathology report, câu A. 44. Xét nghiệm xem là thận có hoạt động tốt hay không á, hay là nói một cách khác thì chúng ta đang kiểm tra chức năng thận hay là độ lọc đồ đỏ đầu thận. GFR, nhớ là đi theo thứ tự ha. GFR không phải là GRF mà cũng không phải là AFG. Cái này người ta thay đổi thứ tự của ba cái chữ cái này. Lưu ý đi theo thứ tự nào á. 45. Đây là bài cuối cùng, Unit 12 chúng ta đã học. Perform medical imaging that use many two dimensional X-ray. X-ray tạo ra cái gì? Three dimensional image, hình ảnh 3D. Đây là chụp cắt lớp, CT scan. Endoscope là một cái dụng cụ để làm nội soi. ECG, electrocardiogram, điện tâm đồ và ultrasound là siêu âm. 46. Câu này các bạn không cần phải dịch đúng không? ECG viết tắt cho cái gì? Đây là những cái câu mà các bạn thấy bằng mặt đóng hoặc ra là những câu gọi là rất là dễ nếu các bạn biết nó viết tắt cho cái gì. Nên luôn luôn có viết tắt, học thuộc phần viết đầy đủ để trả lời những câu này, không cần tốn thời gian dịch là như vậy. ECG là electrocardiogram. 47. Tubular instrument, chúng ta biết là một cái dụng cụ dùng để làm gì? Examine inside an organ, kiểm tra ở bên trong một cái cơ quan hay là dụng cụ làm nội soi á. Endoscope, câu A ha. 48. Chất băng rắn sử dụng khi chúng ta làm siêu âm và gel. 49. MRI viết tắt cho cái gì? Magnetic Resonance Imaging. 50. The use of, ở đây là sử dụng X-quang X-ray nói chung, nó sẽ là radiography. Câu A. 51. Sử dụng gì đây? Sound waves, sóng âm thanh. Ultrasound, siêu âm. 52. Một dạng xạ X-ray. 53. Rồi câu này người ta đang hỏi gì? Đối với sử dụng siêu âm á, thì bệnh nhân nào dưới đây có thể sử dụng? Thường nữa chúng ta thấy khi mà khám cho bệnh nhân mang thai nó, nên là patient who is pregnant.
Còn đối với broken bone, gãy xương, gãy tay thì sẽ là x-ray. Patient in surgery thường không bao giờ chụp siêu âm khi mà đã vào trong và đang làm phẫu thuật, phải trước hoặc là sau. Và patient abnormal heart activity đối với tim sẽ là điện tâm đồ. 54. Advanced medical imaging technique, advanced là tiên tiến. Trong những cái dưới đây, cái nào là một trong những cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến? Thì bước đầu tiên chúng ta loại những cái không phải là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. RX và DX. RX là toa thuốc, chúng ta đã học buổi số 1 hay buổi số 2 rồi đúng không? DX là chẩn đoán. C và D là hai câu sai ha. Còn hai cái kỹ thuật X-ray và CT scan, X-ray là rất là lâu đời rồi nên không phải là tiên tiến nữa. Đáp án sẽ là câu A. Thì lưu ý ở đây quan trọng là chữ advance, tiên tiến. Tương tự, cấu trúc của câu 55 và 54 y chang nhau hết, đáp án sai đều lặp lại hết đúng không ạ? ECG. Rồi, vậy khi các bạn làm 54, 55, khi mà làm kiểm tra giấy các bạn để ý thì nếu có một câu y chang như nhau rồi thì không thể nào các bạn chọn hai cái đáp án giống nhau được, nên cái đáp án khác nhau á sẽ là đáp án của cả 54 và 55 đúng không? Ở đây CT scan và ECG đó là hai cái đáp án khác nhau, còn ba cái đáp án còn lại đều giống nhau hết. Và câu hỏi thì y chang. Đó. Thì đó là một cái tip nha. 56 cũng tương tự. Ba câu này cũng giống nhau, không thể nào mà ba câu hỏi giống y chang nhau và lặp lại được hết những cái khác nhau đó. Sẽ là MRI ở đây ha. 57, câu 57 khác với 56, 55 và 54 bởi vì nó có chữ not. Câu này đang tìm là trong những cái kỹ thuật ở dưới đó, kỹ thuật nào là lâu đời nhất, tại vì nó không phải là tiên tiến, có nghĩa là lâu đời nhất đúng không? Thì X-ray ha. 58, câu này chúng ta làm rồi, X-ray tạo ra hình ảnh 3D, CT scan. 59, dụng cụ làm nội soi, endoscope. 60, sử dụng từ magnetic MRI, cộng hưởng từ á. 61, the use of X-ray, sử dụng X-ray, radiography. 62, sound, âm thanh, ultrasound. 63, heart activity, hoạt động của tim, hoạt động về điện của tim, điện tâm đồ, ECG. 64, trước khi chúng ta siêu âm, bôi cái gì mà, bôi gel đúng không? Đây. 65, ống, đặt ống vào trong lồng ngực của bệnh nhân. Đây sẽ là feed, FEED, nó là động từ. Thêm một cái nữa cũng đồng nghĩa với nó là insert. 66, bone slider broken, xương bị gãy thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách chụp X-quang, nên đáp án sẽ là X-ray. Tại sao không sử dụng radiography? Take an X-ray có nghĩa là chụp X-quang, không ai nói là take a radiology, radiography hết nhưng mà. Rồi, đó là câu cuối cùng. 66 câu này khá là đơn giản. Một số bạn làm trong 10 phút hay 15 phút nếu thầy không lầm. Tầm 10 phút. Hả hê. Anh chỉ cần thầy giảng lại phần nào. Rồi, vậy thì thầy sẽ dừng cái phần ghi ghi âm với ghi hình từ đây nha. Tại vì cái dung lượng trên cái Google Drive của thầy nó có giới hạn, nó không thể nào làm video nó lớn quá được.